Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay và review cho các bạn xem một cái đồng hồ cổ nha các bạn. Cái đồng hồ cổ này là nó được sản xuất năm 1869 nha các bạn. Nếu mà tính ra tuổi thì năm nay là cái đồng hồ cổ này là nó cũng được 154 năm rồi các bạn ơi. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Nó là một cái phiên bản giới hạn nha các bạn. Nó là cái đồng hồ thứ mình mới lần 86. Đồng hồ là nó 86 trên 100 cái nha các bạn. Chói 86. 86 trên 100 cái á. Về chó đèn giờ bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là bốn cái chân, ba cái chân của nó, là ba viên bi luôn các bạn. Bi nó là bằng bằng đồng luôn các bạn ơi, hiểu không? Đây là hai cái tay cầm mà đây nè, mình kéo ra nè các bạn. Đó, cái học của nó đó. Cái học của nó các bạn biết để đựng cái gì không? Cái học của nó là để đựng cái này để lên dây cót nè các bạn. Đó. Này nè. Các bạn nhìn cái chìa khóa nè. Giống trong mấy cái phim thần thoại mình xem hồi xưa á. Đây những cái chìa khóa nè, còn cái này là để lên dây cót của cái đồng hồ đó. Bạn xem để mình coi đẩy ra gì mình có thấy rõ được cái số năm đó không? Nãy mình quay các bạn cũng chưa thấy rõ đúng không? 86 nè, 86 trên 100 cái nè, limited nè các bạn, đó phiên bản giới hạn nha, made in London, cái này sản xuất năm 1986 nè. Giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem cái đồng hồ này. Cái màu xanh này các bạn biết cái gì không? Màu xanh này là cái mực cân bằng của nó. Nếu mà các bạn mà để lên cái bàn á, mình không cân bằng á, là cái nước màu xanh này á, nó sẽ báo hiệu nè. Thì cái bi này á, nó cũng không có chạy được các bạn. Đó. Bi á, bạn thấy nó chạy không? Bi của đồng hồ á, thì mỗi lần mà cái đồng hồ quay á, là nó viên bi á, nó sẽ chạy. Mình quay tổng thể cho các bạn xem cái đồng hồ nè. Đó. Như vậy thôi. Còn ở trên này là cái tẩu thuốc. Cũng đồ cổ, mai mốt mình sẽ quay review cho các bạn nha. Giờ mình chỉ quay cái đồng hồ cổ này thôi cho các bạn thôi. Cái đồng hồ này là hiện tại tính đến bây giờ là 2023 là nó được 154 tuổi rồi nha các bạn. Các bạn thấy cái đây là chỉ giây nè các bạn. Đây là phút nè. Đây là chỉ giờ nè. Đó. Cái này là một cái tủ kính nha các bạn, nó bằng kính nè. Đây là bằng đồng nè, các bạn thấy không? Đồng. Trời ơi, hồi xưa mà không hiểu sao người ta làm được cái đồng hồ này quá hay ha các bạn. Đó, nó như là một cái tủ kính gì á. Nó có cái hộp nè, các bạn coi hai cái tay cầm của nó nè. Làm tinh xảo luôn các bạn. Đúng không? Để lên cái dây cót thôi đó. Khóa này để lên dây cót thành là làm cái hộp rất là tỉ mỉ mà. Giờ mình sẽ mở ra nè các bạn coi cái tay cầm này, cái nấm nó mở ra nè, làm rất là đẹp luôn, bằng đồng như các bạn. Đó, giờ mình sẽ mở ra nè cho các bạn xem, quay gần các bạn xem. Đó. Cái này là chỉ dây nè các bạn xem, nó chỉ có 20 giây nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ nhấp chậm hơn. Nhấp chậm hơn cái số giây thực tế của cái thời hiện đại của mình. Cái này nó 20 giây, nó cũng 1 phút.
nó 20 giây, nhưng mà 20 giây nó cũng bằng 20 giây bằng 60 giây của hiện tại mình nha. Đó các bạn xem. Hiện tại nè, cho các bạn xem nè. 11 giờ 34 phút nha. Trên này nè. Thì trên này nó cũng thể hiện nè, 11 giờ nè các bạn. Đúng không? Đó. Phút nè. 34 nè. Thì bây giờ đồng hồ của mình nó là nó đang hiện lên là, để mình lấy cái điện thoại đi cho nó dễ, 11 giờ 35 nè. Đó. Bây giờ trên này nó cũng hiện lên 11 giờ 35 nè, đúng không các bạn? Đó, còn giây nè. Đó, nó đúng từng phút từng giây luôn các bạn. Đó. Khi mà nó chạy như vậy á là đúng 12 giây nha. Các bạn coi cái bi này nó chạy nè. Đúng 12 giây á. Là cái bi này nó chạy đúng vòng nè, 12 giây thì cái kim giây này nó chuẩn nhất nè. Đó. Rồi bây giờ nó chạy từ đây về nè. Chạy đây về nó xuống tới đây. Xuống tới đỉnh điểm cuối ở dưới là cái kim giây này nó sẽ nhất nè, các bạn xem. Theo dõi cái bi đó, các bạn thấy chưa? Giờ cái bi này nó chạy đúng một vòng nó là 12 giây nè. Nó về điểm cuối nè. Cuối lại dưới kia thì cái kim dây này nó sẽ nhất nè. Đó. Bạn thấy chưa? Giờ mình quay lại cho các bạn xem là cái bi này nó chạy nè. Xuống tới điểm cuối kia là 12 giây thì cái kim dây này nó sẽ nhất cái kịch nha. Đó. Rồi quay lại lần nữa cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? 154 năm rồi, 154 tuổi rồi mình phải kêu là ông cụ, ông cố cụ, ông cụ cố gì đó. Mà đến giờ này nó vẫn đúng từng giây từng phút luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại lên cho các bạn coi bây giờ là mấy giờ nha. 11 giờ 37 phút nha các bạn, coi trên này nè. Kim là 11 giờ nè, 37 nè, đó các bạn thấy không? Phút nè, giây nè. Đó. Các bạn thấy dữ không? Này trên này nó có bốn cái đỉnh nè. Ồ, điêu khắc đúng là tỉ mỉ luôn mà nó đều. Không thể nào đều hơn. Đó, này nó có đường nè, đây hai cái, một cái, hai cái. Đúng không? Một cái là ba. Đằng sau này hai cái nữa. Bốn. Đây, cái nó nằm nè, mình quay phía bên này cho các bạn coi nè, cái đồng hồ nè. Đó. Nó đẹp từng chi tiết luôn các bạn. Hồi xưa không biết sao mà người ta là nghiên cứu rằng người ta làm được cái đồng hồ quá đẹp luôn các bạn. Đó, giờ mình sẽ quay ở bên trong, các bạn coi cái dây cót của nó nè. Hệ thống dây cót của nó. Đây là mình vừa lên dây cót lại nè. Cho cái đồng hồ á các bạn. Thì sáng giờ là được mấy tiếng đồng hồ thì cái dây nó chạy được như đây nè các bạn. Đó. Dây là dây cót nè các bạn ha. Nó mấy tiếng đồng hồ như đây thôi. Mỗi lần thời gian mà mình lên dây cót á, mình nó đầy hết bên này mà trống á, thì 7 ngày sau mình mới lên dây cót lại nha các bạn. Đó. Mình sẽ đẩy đi. Khẩu tốt này đây của tao là cho các bạn dễ nắm nè. Đó, cái dây này gọi là dây cót, dây màu trắng trắng này các bạn. Đó, thì nó khi mà nó chạy thì nó sẽ quấn qua đây. Khi nào mà nó quấn hết qua này á, bên này không còn dây màu trắng nữa, thì mình sẽ lấy cái chìa khóa này nè, mở cái hộp ra. Đó, mở cái hộp ra. Rồi mình đưa cái này vô đây nè, các bạn đưa vô đây nè, thấy không? Thấy không? Rồi mình xoay. Bây giờ mình lên rồi nên mình không có xoay nữa. Mình thấy không? Đó. Thì mình rút ra một cốc vô đây. Hồi xưa mình phải kỹ cỡ đó các bạn. Tính toán hết nè. Là cái mực nước cân bằng nè các bạn. Nếu mà bạn đặt cái đồng hồ này á lên trên cái mặt mà không cân bằng thì cái bi này nó sẽ không có chạy nha các bạn. Đó. Nếu mà cái này nó không cân bằng cái mặt đây nè, mặt để nó không cân bằng, cái bi này nó sẽ không chạy nha. Đó, các bạn thấy cái đồng hồ cổ của mình nó xịn không?
từ hồi xưa mà không biết làm sao mà người ta làm quá hay luôn ha. Nè, mình mở ra các bạn xem lại nè. Hệ thống của nó nè. Trời ơi, nó đẹp từng chi tiết nha. Tỉ mỉ lắm các bạn ơi. Đồng. Quá đẹp luôn. Rồi giờ mình đóng lại, mình quay bên ngoài các bạn xem. Này các bạn coi mấy cái góc này họ làm nè. Quá tinh xảo luôn. Đẹp thiệt. Quá đẹp luôn. Giờ mình quay phía này cho các bạn xem. Đẹp chưa? Chạy không sai một chi tiết nào các bạn. Chạy đúng giờ lắm. Mấy trăm năm rồi. 154 năm rồi các bạn. Đó nè, các bạn xem nè. 1869 nè, made in London. Phiên bản giới hạn limited nè, phiên bản 86/100 nè. Nghĩa là này là cái thứ 86/100 cái. Đó các bạn. Rồi vừa rồi mình review cho các bạn xem cái đồng hồ cổ 154 năm nha. Các bạn thấy hay thì bấm like, bấm đăng ký kênh Hạnh Habo Villa. Để tập sau mình sẽ review cho các bạn xem một cái tẩu thuốc cổ nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha.